Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin được chia sẻ với tất cả các bạn một món kho chay ăn với cơm trắng rất là ngon miệng, đó là sườn non, nấm rơm, củ sen, cà rốt kho sả ớt. Với cách kho chay hôm nay thì dù là người ăn chay hay là người ăn mặn thì ăn món kho này đều ngon miệng. Mình có thể ăn kèm thêm với rau sống dưa chua hay là cà chua dưa leo salad hoặc là các bạn luộc rau ha. À, bầu bí nè rồi dạ à, đậu bắp thì ăn với món kho chai này đều rất là ngon nếu bạn nào yêu thích cùng mình vào bếp trước tiên sẽ chuẩn bị cái phần sườn non chay thì mình đang ở đức mình vào chợ Kaufland, flan mình thấy có bán cũng nhiều lắm các bạn đủ loại miếng to như thế này miếng nhỏ hơn hay là nhỏ xíu cũng có nữa đây là cái bịch sườn non chay mình mua ở trong chợ Kaufland flan nếu bạn nào ở đức thì vào đó tìm ha mua về thì vì vì cái miếng này nó to cho nên mình cần cái thời gian cũng hơi dài để ngâm nở mềm trong nước thường á thì tối trước khi đi ngủ mình ngâm rồi sáng hôm sau đợi nở mềm à, và kế đến đó là nấm rơm nấm rơm thì mình mua nấm rơm tươi trong đông đá lúc trước thì mình mua trong lon à, và sau này mình mua nấm rơm tươi mình thử thì ngon lắm các bạn không có thua nấm tươi ở việt nam mình chờ tan đá dẻo dẻo đó thì cho ra rổ à, rửa lại cho thật sạch rồi mình kiểm tra coi cái nấm nào chưa gọt sạch thì mình gọt lại và cái gia vị chính hôm nay gồm có xả và ớt. Ớt thì tùy cái độ cay của từng nhà và xả cũng như thế. Hôm nay mình dùng 4 tép xả hơi nhiều nhiều, còn bạn nào không có thì dùng ít hơn. Bây giờ mình nấu một cái nồi nước nhỏ nhỏ vừa vừa và cho một chút xíu muối loãng vào để à, mình trần sơ cái nấm rơm qua nước sôi để mình khử cái mùi của nấm rơm ha. À, mình làm kỹ thì khi cái món kho mình ra hay là mình nấu canh đều rất là ngon Mình chờ sôi mạnh lên thôi thì mình cho ra rổ rửa sạch không chờ quá lâu Riêng với cái phần sườn non chai thì mình không xé nhỏ và mình sắt ra làm bốn từng miếng vuông vuông như thế này nè các bạn Để mình giữ cái độ dày thì mình kho chai rất là ngon Xả các bạn băm nhuyễn hay là xay nhuyễn trong máy như mình đều được ớt thì mình sẽ sắt sau và kế đến cái phần củ sen, củ sen ăn vừa tốt nè, à, vừa có cái độ giòn rất là ngon và mình chẻ làm đôi cái miếng củ sen còn cà rốt á thì à, mình khứa vài đường theo chiều dọc để mình sắc ra có hình hoa cho đẹp. Lần lượt thì mình sẽ sắt ra ha. Còn nấm rơm sau khi trụng trong nước muối à nước nấu sôi đó thì cho ra rổ rửa sạch. Bây giờ mình chuẩn bị chảo để đi kho, mình cho dầu vào, vào chờ nóng thì mình sẽ cho xả phi vàng vào. Riêng với cái phần xả đó các bạn khi xây nhuyễn thì bạn thấy xả nó hơi nhiều ha à, Mình thấy nó nhiều hơn là mình băm nhuyễn nhuyễn ở trên thớt Nhưng mà với cái cách xây nhuyễn như thế này khi mình mình kho nó keo cái miếng sườn hay nấm rơm Bạn ăn rất là thơm mùi xả nhưng mà nó không bị cộm bởi cái miếng xả ở trong miệng mình Thì băm nhuyễn hay là xay nhuyễn thì tùy khi mà xả vàng thơm đều ở trong dầu thì các bạn cho hết nấm rơm và cái sườn non chay vào mình đảo đều và mình bớt lửa vừa vừa mình chờ giống như mình à, chiên sơ cái phần sườn non và nấm rơm ở trong dầu xả mình chờ vàng vàng rồi mình sẽ đi chuẩn bị gia vị Gia vị hôm nay mình kho gồm có nước tương và à, cái đường dừa, cái xí rụp dừa này giống như nước màu dừa nhưng mà người ta làm nó nhạt, nó không có ngọt đậm các bạn Và bột ớt đỏ để có màu đẹp, bạn nào không có thì không dùng, mình tăng cái lượng ớt tươi của mình lên ha Rồi bây giờ mình sẽ cho nước tương, hôm nay mình dùng là 3 muỗng canh đầy nước tương và kế đến thì mình sẽ cho cái đường dừa, cái đường si rục đó vào Các bạn có thể thay thế à, bằng hạt nêm chai nè Rồi đường nâu hay là muối Thì cái phần gia vị ngọt mặn là tùy vào sở thích khẩu vị riêng của từng nhà nha các bạn Và bây giờ mình sẽ cho cái bột ớt đỏ mình rưới đều vào Để à, cho nó thơm và nó có cái màu đỏ đẹp khi mình cho hết cái gia vị bột ớt đỏ, đường và nước tương magi vào thì mình sẽ đảo đều đảo đều, mình chờ vài phút cho gia vị nó ngấm đều ở trong miếng sườn và nấm rơm thì mình sẽ cho nước vào kho, bạn kho với nước lạnh hay với nước dừa đều được, nếu có nước dừa thì sẽ ngon ha, còn không có nước dừa thì mình cho nước lạnh mình cho vào là 200ml một cái ly nhỏ vừa vừa Vì mình ăn đồ kho mình thích kho keo lại luôn Còn bạn nào muốn có nước kho à, để chan cơm đó hay là chấm rau thì các bạn tăng cái lượng nước nha Và trộn đều lên rồi thì mình cũng cho luôn cái phần cà rốt Cà rốt các bạn nhớ là đừng có sắc mỏng quá nha Rồi mình cho củ sen và cà rốt và trộn đều lên Kế đến là mình sẽ cho ớt ớt thì mình sắt vài trái hai ba trái rồi còn để nguyên vài trái để nữa mình trang trí cho đẹp bớt lửa xuống và đậy cái nắp vung mình chờ cho gia vị nó rút và à, tất cả các nguyên liệu ở trong cái chảo của mình nó chín mình chờ nấm rơm cà rốt vì mình kho cà rốt non cho nên vừa chín tới giữ độ giòn rất là ngon các bạn còn cái phần sườn non vì mình ngâm qua đêm nở đều trong nước và khi này là nước nó keo keo nè ai mà muốn ăn còn nước chăn cơm thì bây giờ là được còn mình thì mình kho cho nó khô luôn và kế đến các bạn có thể thêm một ít ngò rí hay là cần tàu à là tùy sở thích từng nhà thì mình cho cả hai luôn để thứ nhất là có màu xanh đẹp để trang trí cho cái dĩa đồ kho của mình thứ hai nữa là mình kho vừa lắm các bạn à, à, ngọt ngọt mặn mặn nhẹ từ ma ghi và đường thôi à, mình kho chai á, nhất là sườn non các bạn đừng có nêm mặn nha bạn nêm mặn á, nó rút vào cái miếng sườn thì mình ăn nó không có ngon nó sẽ bị mặn mình kho vừa vừa rồi mình cho miếng à, nước tương ớt riêng ai thích đậm đà thì có thể chan thêm và đến đây cái món kho của mình đã xong rồi đó các bạn. Cái chảo kho của mình là nước nó rút cạn đều vào từng cái nguyên liệu và bây giờ cho ra đĩa chuẩn bị thưởng thức thôi. Thơm lắm các bạn ơi. Mình rất thích À, nấm kho sả các bạn các bạn có thể thay thế nấm khác mà mình yêu thích ha hay là rau củ khác thì à, cái đĩa đồ chai của mình đã cho ra rồi các bạn có thể thêm dưa leo, rau thơm, cà chua và bây giờ cho ra cái à, đĩa cơm hay là à, dọn cơm ăn hoặc là cơm dĩa giống như mà mình được đi ăn à, ngoài tiệm bán gì đó các bạn mình quay gần các bạn xem cái miếng sườn cái màu rất là đẹp và xả nó ngắm đều vào trong gia vị. Rồi đến đây là cái món kho chai của mình xong mình chúc các bạn luôn luôn vui khỏe nấu ăn và làm bánh thật là ngon nhé. Nếu yêu thích nhớ ủng hộ mình, cảm ơn các bạn rất là nhiều.